Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Tô Văn Từ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Viễn và đông đảo nhân dân địa phương. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương đã thực hiện nghi lễ dâng hương, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no hạnh phúc, đồng thời tri ân công đức của các bậc tiền nhân, nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn nhớ đến cội nguồn dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tham gia nghi lễ thả đèn hoa đăng tưởng nhớ thiền sư Nguyễn Minh Không, cầu mong ánh sáng của trí tuệ sẽ soi sáng đến mọi người. Ngay sau đó, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư huyện ủy Gia Viễn đã thực hiện nghi thức khởi trống, khởi chiêng, chính thức khai mạc lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2023. Nguyễn Minh Không là vị thiền sư tài năng đức độ, có nhiều công lao đóng góp đối với đời sống kinh tế, văn hóa chính trị của nhà nước Đại Cồ Việt. Năm 1136, thiền sư Nguyễn Minh Không đã chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông và được phong làm quốc sư, chức vụ cao nhất trong hệ thống tăng quan nhà Lý, thể hiện rõ tầm quan trọng của thiền sư trong lịch sử Phật giáo thời Lý và lịch sử Phật giáo Việt Nam. Xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của thiền sư Nguyễn Minh Không là một không gian văn hóa đậm chất lịch sử và huyền tích, có vị trí đặc biệt trong văn hóa Việt Nam. Thiền sư Nguyễn Minh Không được nhân dân tôn vinh là Thánh Nguyễn, một trong tứ vị thánh bất tử và là ông tổ của nghề đúc đồng Việt Nam. Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn là một trong những lễ hội lớn gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về thiền sư Nguyễn Minh Không. Nơi đây lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng, được duy trì, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có sức lan tỏa mạnh mẽ và thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, thu hút du khách thập phương. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống thể hiện sự tôn kính với Đức Thánh Nguyễn Minh Không, du khách còn được tham gia phần hội hấp dẫn như trải nghiệm phiên chợ quê Điểm Giang, các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, các trò chơi dân gian, tour du lịch tìm về cội nguồn cùng nhiều hoạt động đặc sắc khác. Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch.